Quang Thảo kính chào quý vị đang quay trở lại với kênh Quang Thảo Channel. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhớ share clip, theo dõi và ủng hộ Quang Thảo nhé. Thưa quý vị, hiện nay thì tất cả chúng ta đang ở trong những ngày đầy lo lắng khi mà đại dịch Covid-19 đã bùng phát trở lại. Và lần này thì diễn biến còn phức tạp hơn lần trước. Tất cả với chúng ta hiện nay vẫn còn là một ẩn số. Nhưng mà Quang Thảo thấy một điều đáng mừng là có thể là do chúng ta đã có kinh nghiệm từ đợt bùng phát dịch đầu tiên, cho nên là ai ai cũng có ý thức là giữ gìn sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và cho cả cộng đồng. Rồi những cái biện pháp kịp thời của các cơ quan y tế nữa. Nhưng mà Quang Thảo mong là cũng đừng vì thế mà chúng ta chủ quan, hãy cẩn thận, hãy ý thức hơn nữa để chúng ta cùng chung tay đẩy lùi đại dịch trong một ngày sớm nhất nha quý vị. Bên cạnh những thông tin mà chúng ta cập nhật từ các cơ quan y tế, từ Thủ tướng Chính phủ qua các kênh điện tử cũng như là những cái phương tiện truyền thông á, thì Quang Thảo thấy là có một số bài viết khá hay từ các nhà chuyên môn cũng như là các nhà báo, nhà văn viết về cái đại dịch Covid-19 với những cái suy tư, với những cái thông điệp rất đẹp và rất hay. Cho nên là Quang Thảo muốn chia sẻ với quý vị một bài viết mà với bản thân Quang Thảo thì đây là một bài viết đáng để chúng ta suy ngẫm. Bài viết này của nhà báo Bùi Ngọc Hải được đăng trên báo Soha vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, tức là cách đây cũng khá lâu. Bài viết ra đời vào giai đoạn đầu tiên của đại dịch Covid-19. Mà đến hôm nay thì khi đọc lại, Quang Thảo thấy là cái tính thời sự của nó vẫn còn và càng đọc thì thấy càng hay. Bây giờ thì Quang Thảo sẽ chia sẻ bài viết của nhà báo Bùi Ngọc Hải với tên gọi Virus chỉ là một sứ giả đáng sợ cảnh báo sự vô cảm và đoàn kết của loài người. Nhà văn Trung Quốc, chủ nhân của giải Nobel Văn học 2012 đã phải kêu lên: những ngày tốt đẹp của nhân loại không còn nhiều nữa. Đại dịch Covid-19 một lần nữa đã gửi đi nhiều thông điệp khiến chúng ta thức tỉnh. Loài người đáng sợ nhất, không thông minh nhất. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, là người chỉ huy nhóm nghiên cứu phân lập thành công virus corona chủng mới từ rất sớm. Chị vẫn thường nói đùa với các đồng nghiệp một điều rất thật: con người cứ cho mình là loài tinh khôn thống trị thế giới, nhưng thật ra virus nó thông minh hơn mình nhiều lắm. Tại vì nó là loài biết cách né tránh rất nhiều bẫy phát hiện của đối thủ. Nếu nói về quá trình tiến hóa, virus có sự tiến hóa rất nhanh chóng để chống lại tất cả mọi nỗ lực tấn công từ con người. Hệ miễn dịch của con người sinh ra để tiêu diệt nó thì nó đã nhanh chóng lẫn được qua để tấn công vào các tế bào của cơ thể con người. Con người phải mất hàng nghìn năm để tiến hóa, trong khi đó, con virus cúm A mà chúng tôi nghiên cứu chỉ qua 2-3 năm nó đã chuyển thành một loại khác rồi. Vẫn tên A do con người đặt ra đấy, nhưng nó đã mang một dáng vẻ rất khác. Con người lại phải vội vội vàng vàng tìm cách đối phó. Mình cứ mãi mãi đi đối phó với nó thôi. Con người tự cho mình là thượng đẳng, là làm chủ được muôn loài, nên muốn làm gì cũng được. Tàn phá, hủy hoại thiên nhiên, giết chóc lẫn nhau liên miên từ thiên niên kỷ này sang thiên niên kỷ khác. Nhân tai đã khiến vô số loài đã tuyệt chủng, đang tuyệt chủng. Và trớ trêu thay, số phận giống loài cao cấp nhất cũng đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề sinh tử. Vũ trụ tự nhiên luôn có sự cân bằng hoàn hảo, ai phá vỡ sự cân bằng đó đều phải trả giá. Những cường quốc số một thế giới, nhà băng đầy tiền, vũ khí đầy kho, khoa học phát triển như vũ bão, vẫn đang lấm lưng trắng bụng toàn diện trước đối thủ không nhìn thấy bằng mắt thường, virus. Nhỏ hơn vi khuẩn hàng ngàn lần, không có não, không có cả tế bào. Virus chưa đủ điều kiện để trở thành một sinh vật sống theo đúng nghĩa, mà chỉ là những sinh vật ở bên lề của sự sống. Tại sao sinh vật bên lề cuộc sống như virus HIV, sốt xuất huyết, ám ảnh nhân loại bao nhiêu năm mà các nhà khoa học vẫn bất lực trong việc tìm ra vaccine? Tại sao giống loài bé nhỏ ấy bắt loài người vĩnh viễn chạy theo trong cuộc đua không hồi kết? Thế nhưng, virus có phải là giống loài đáng sợ nhất? Chắc chắn không phải. Giống loài đáng sợ nhất chính là con người.
Sinh vật có thể giết thịt và tàn phá mọi giống loài khác. Loài người có thông minh nhất? Chắc chắn không. Vì kẻ thông minh không bao giờ chấp nhận việc hủy hoại khủng khiếp như thế với nơi mang cho mình sự sống, hủy hoại cả đồng loại. Vạn vật sinh ra trong tự nhiên để nương tựa vào nhau, cộng hưởng nhau, không thừa, không thiếu. Hủy hoại một mắt xích cũng là hủy hoại chính mình. Khi con người manh động phá vỡ trật tự hoàn hảo đó, thì virus giống như một trong rất nhiều sứ giả của tự nhiên đến để chứng minh rằng con người cũng chỉ là một mắt xích bình đẳng trong chuỗi trật tự đó, và họ cũng sẽ bị tấn công đến hoảng loạn như đã từng tấn công vạn vật trong thế giới này. Con người đang điên cuồng cướp mọi thứ từ trái đất. Nhìn sự phát triển như vũ bão theo quan niệm thông thường của loài người, Mạc Ngôn, nhà văn đoạt giải Nobel của Trung Quốc, đã tiên đoán những ngày tháng tốt đẹp của nhân loại không còn nhiều nữa. Ông chỉ ra nguyên nhân của hồi kết mà chúng ta đang đi tới. Dục vọng của con người là cái động không đáy, không sao lấp đầy được. Vợ của ông lão đánh cá ban đầu chỉ là muốn có một cái chậu mới, nhưng sau khi có được cái chậu mới thì bà ta lại muốn ngôi nhà gỗ. Có ngôi nhà gỗ rồi lại muốn làm nhất phẩm phu nhân, sau đó lại muốn được làm nữ hoàng. Sau khi được làm nữ hoàng rồi, bà ta lại muốn được làm nữ long vương nơi biển cả, muốn con cá vàng có thể thỏa mãn dục vọng hầu hạ bà ta. Đây chính là đã vượt quá giới hạn, giống như thổi bọt xà phòng, thổi lớn quá mức tất nhiên sẽ dở ra. Con người đang điên cuồng cướp đoạt mọi thứ từ trái đất. Chúng ta khiến cho trái đất chịu tổn hại nặng nề. Chúng ta đã làm ô nhiễm sông ngòi, biển cả và không khí. Chúng ta chen chúc chung một chỗ, dùng sắt thép và xi măng xây nên những kiến trúc cổ quái kỳ lạ, gọi những nơi này bằng cái tên đẹp đẽ là thành phố. Chúng ta ở trong những thành phố như vậy, phóng túng dục vọng của bản thân mình, chế tạo nên các loại rác khó mà phân hủy được. Trái đất bốc khói khắp nơi, toàn thân run rẩy, biển lớn gào thét, bão cát mù trời, hạn hán lũ lụt, cũng như các triệu chứng ác liệt khác đều có liên quan chặt chẽ với phát triển khoa học kỹ thuật, với sự thúc đẩy bởi dục vọng tham lam của các nước phát triển. Đương nhiên, khi mọi người ở trong sa mạc thì sẽ hiểu được rằng nước uống và đồ ăn còn quý hơn cả vàng và kim cương. Khi động đất và sóng thần kéo đến, mọi người sẽ biết được rằng không kể là biệt thự sang trọng bao nhiêu, trong bàn tay lớn của đại tự nhiên đều chỉ là mớ bùn. Khi mọi người giày xéo trái đất thành nơi không còn thích hợp để cư trú nữa, đến lúc đó, cái gì là quốc gia, dân tộc, đảng phái chính trị, cổ phiếu đều sẽ trở thành chẳng còn ý nghĩa gì. Hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy những điều chẳng còn ý nghĩa gì từ hậu quả của đại dịch. Đó là rất nhiều người trong giờ phút cuối cùng của cuộc đời mình không có được cái ân huệ cuối cùng, nhìn mặt người thân. Họ cô độc đi từ giường bệnh đến lò thiêu. Những lúc ấy, chắc chắn họ muốn đánh đổi những thứ đã lao tâm khổ tứ giành giật trong cuộc đời để có được một cái nắm tay sau cuối. Họ cảm nhận được họ sắp ra đi. Bạn có biết cảm giác kịch tính nhất là gì không? Chứng kiến các bệnh nhân chết trong cô độc, nghe họ khẩn cầu bạn cho họ được trò chuyện với con cháu. Một nữ bác sĩ ở Milan đã kể lại cảm giác đau nhói khi phải tận mắt cảnh ấy. Khi thiên tai đại dịch xảy ra, con người thường xót xa, coi mình là nạn nhân của tự nhiên, số phận. Mấy ai nghĩ được sâu xa, hàng ngày chính họ cũng góp phần để trở thành hung thủ. Covid-19, kẻ sưởi ấm tình yêu và lột mặt nạ của loài người. Chưa bao giờ một đại dịch lại có thể phơi bày cùng lúc cả hai bộ mặt, cao cả, nhân văn và phi nhân tính của con người một cách rõ ràng đến thế. Theo Phật giáo, con người có bốn dạng tâm: tâm Phật, tâm người, tâm thú, tâm ma. Trong đại dịch, rất nhiều y bác sĩ, cảnh sát, chiến sĩ, lãnh đạo,
người dân đã khởi và phát lên tâm Phật, xả thân yêu thương, bảo vệ, chăm sóc người bệnh và đồng loại. Một y tá ở Vũ Hán, trong bộ đồ bảo hộ kín mít, chỉ kịp cúi gặp người, vĩnh biệt người mẹ vừa qua đời ở nhà, rồi lại gạt nước mắt, đến với những bệnh nhân nguy kịch. Nhiều y bác sĩ đã về hưu, bất chấp hiểm nguy, tình nguyện quay trở lại tuyến đầu để chống dịch. Và có người đã biến lần tình nguyện đó thành chuyến đi cuối cùng, không bao giờ trở về nhà nữa. Có Bộ trưởng Y tế tự vào khu cách ly sống cùng người bị cách ly để cảnh tỉnh người dân nước mình đừng xua đuổi đồng loại chỉ vì họ muốn trở về từ vùng dịch. Nhiều nhà hảo tâm chia bớt một phần tài sản, chi tiền nghiên cứu vaccine, cứu trợ thuốc men, vận chuyển người từ tâm dịch. Nhiều người đã chia nhau từng hộp khẩu trang, san sẻ lương thực, sạc pin tinh thần cho nhau đi qua những ngày ngột ngạt. Nhưng ở chiều ngược lại, chiếc mặt nạ ngày thường cũng rơi xuống, lộ rõ bộ mặt vô cảm và tàn nhẫn của con người. Đó là hình ảnh những cuộn giấy vệ sinh phải xích lại để khỏi bị lấy trộm ở một đất nước có tính kỷ luật, nhường nhịn và bình tĩnh nhất thế giới, Nhật Bản. Đó là chuyện một băng đảng cầm vũ khí ở Hồng Kông chặn xe cướp sạch giấy vệ sinh đang chở đến siêu thị trong cơn khan hàng giữa đại dịch. Đó là chuyện một cô gái Hàn Quốc bị đấm trật khớp hàm ở Manhattan, Mỹ chỉ vì là người châu Á mà dám không đeo khẩu trang. Trong khi một nữ sinh gốc Việt khác ở California bị kỳ thị và sỉ nhục chỉ vì dám đeo khẩu trang. Đó là những kẻ tìm mọi cách kiếm lời vô lưng từ sự sợ hãi và đau khổ của đồng loại, găm hàng, tăng giá cắt cổ, gom khẩu trang đã sử dụng về, phù phép kiếm lời. Đó là những người nhiễm virus, cố tình gian dối, vô trách nhiệm trong khai báo tiền sử đi lại, khiến cả đất nước còn nghèo, thêm nhiều lần nữa phải quằn mình gánh đỡ sức nặng của cuộc chiến vô tiền khoáng hậu. Đại dịch nào rồi cũng sẽ đi qua, nhưng những mất mát ấy có thể trở nên vô cùng giá trị nếu chúng ta nhận ra, gìn giữ tâm Phật trong mỗi người và phá bỏ tham lam, ích kỷ, vô cảm trước đồng loại. Phá bỏ tâm người, tâm thú, tâm ma. Mỗi chúng ta đang cầm kéo cắt đi lá phổi của mình. Thực tế đại dịch COVID-19 thêm một lần nữa đã chứng minh rất rõ. Mọi toan tính ích kỷ và vô cảm dung dén riêng mình của một số quốc gia nào đó, dù có khôn ranh đến mấy, cũng không thoát khỏi sự giáng trả của thời thế. Bầu trời không có đường biên giới, mặt biển không thể xây tường ngăn cách, một cơn bão không chịu cuộn tròn trong một quốc gia, và virus không chờ ở bất kỳ cửa khẩu nào để chờ cấp visa mới xâm nhập. Nỗi đau về sinh mạng cũng không có biên giới. Cho đến thời điểm này, đã có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ phải đối mặt với COVID-19. Nếu các quốc gia không hợp tác chặt chẽ với nhau, vì nhau, thì tất cả đều trọng thương. Chưa bao giờ một giống loài virus nhỏ bé lại dễ dàng khiến nhiều cường quốc phải dở trận, không ít thời điểm như thế. Thậm chí thủ tướng một đất nước phát triển như Anh cũng phải cảnh báo rằng người Anh cần chuẩn bị tinh thần vĩnh biệt nhiều người thân của mình sớm hơn dự kiến khi đại dịch lan rộng. Khi Tổng thống Trump rút khỏi Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris với lý do bảo vệ nhiều công ăn việc làm ở Mỹ, thì chính hơn 330 triệu người dân Mỹ phải lãnh đòn đầu tiên, phải hít thở bầu không khí độc hại hơn. Hiệp định Paris năm 2015, Hoa Kỳ cam kết giảm 26-28% lượng khí thải CO2 trong vòng 10 năm. Theo Ủy ban châu Âu, Mỹ là nước thải khí CO2 thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Năm 2015, Mỹ thải 5,1 triệu nghìn tấn CO2, nhiều hơn tất cả 28 nước thuộc Liên minh châu Âu. Con số đó chiếm gần 1,6 tổng lượng khí thải toàn cầu. Mỹ không cắt giảm khí thải CO2, chắc chắn trái đất sẽ nóng lên, băng tan, nước biển dâng, hạn hán, cháy rừng, bão tố. Tất cả đang diễn ra như một trò domino quái ác. Khi bị nhiễm bệnh COVID-19, lá phổi của nhiều bệnh nhân bị tàn phá nghiêm trọng.
Năm 2019, lá phổi của thế giới, rừng Amazon đã xảy ra đến 79.000 vụ cháy, điều chưa từng có trong lịch sử. Đầu năm 2020, bầu không khí nước Úc đặc quánh trong khói cháy rừng, thảm họa chưa từng có thời hiện đại. Người Mỹ hay người Phi, người Úc, người Á, người Âu đều phải thở bằng phổi. Tổng thống Trump chắc chắn cũng phải thở bằng phổi. Sự vô cảm và tàn nhẫn của con người chính là những nhát kéo cắt đi một phần lá phổi của mình. Một đất nước vô cảm, thiếu trách nhiệm, cả thế giới ảnh hưởng. Một người vô cảm, thiếu trách nhiệm đương nhiên sẽ làm hại nhiều người khác. Giá trị của Tổ quốc và câu nói "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta". Đại dịch gửi đi một thông điệp. Trong thời đại toàn cầu hóa, mọi thứ này, không còn miền đất hứa nào là toàn vẹn cả. Còn virus đã khiến cho vị thế công dân không phải hạng nhất của không ít người có xuất thân ở nước kém phát triển lộ rõ hơn bao giờ hết. Họ bị kỳ thị và ít nhiều thấy lạc lõng nơi xứ người. Trong và sau những thảm họa của cộng đồng, đất nước, trong và sau những biến cố lớn của mỗi người, chúng ta mới chợt ngộ ra rằng trên đời này không có gì quý giá bằng mạng sống, gia đình, bằng quê hương, bằng tổ quốc. Sự hoảng loạn trong xã hội đã chứng minh, cuối cùng ai cũng hiểu rằng mạng sống là số một. Nhưng ngày thường chúng ta đã tàn phá sức khỏe thế nào, bia rượu, những cuộc thức thâu đêm suốt sáng, những lần sử dụng chất kích thích. Có mấy người trẻ nghĩ đến nghịch lý, khi có nhiều sức khỏe nhất thì chúng ta lại tàn phá nó khủng khiếp nhất. Lúc đang kiếm được nhiều nhất mà không biết tích trữ, thì khi biến cố xảy ra sẽ lấy gì chống đỡ? Chúng ta đã coi trọng gia đình như thế nào? Ngày thường chúng ta đã thực sự làm những gì cho gia đình, hay chỉ mãi miết đi nhậu, ăn chơi, công việc, kiếm tiền là tất cả? Có bao nhiêu ông bố bà mẹ dành thời gian chơi với con, học với con, tâm sự với con mỗi ngày? Có bao nhiêu đứa con ấn định về thăm bố mẹ hàng tuần, hàng tháng? Sự ngược đời trong đại dịch cũng đã xảy ra. Nhiều gia đình bất ổn, bỗng dưng thấy hạnh phúc trở lại vì họ được gần nhau nhiều hơn, có nhiều bữa cơm gia đình hơn và thấu hiểu nhau hơn. Còn tổ quốc, mỗi người đều thấy bất an trong một thời thế quá nhiều thứ đổ xuống đời. Nhưng những ai hay chỉ trích cộng đồng, đất nước có bao giờ cúi xuống nhìn lại? Chính mình đã góp được viên gạch lành lặn nào để xây dựng quê hương, để góp phần thay đổi những khiếm khuyết? Một tòa tháp xây mất 4-5 năm, nhưng muốn phá thì chỉ cần 5 phút đặt thuốc nổ. Đất nước làm sao giàu mạnh khi được xây bằng những khối thuốc nổ chỉ trích, chê bai, bực tức? Đại dịch Covid-19 đã làm cho rất nhiều người nhận ra ý nghĩa thật sự của hai tiếng tổ quốc. Dù còn nghèo, dù còn nhiều bất cập tồn tại đang được giải quyết, nhưng đất mẹ vẫn luôn là vòng tay dài rộng ấm áp nhất với những đứa con khắp bốn phương trời. Chống dịch như chống giặc, và lịch sử Việt Nam đã cho thấy mỗi khi có giặc thì người Việt lại đồng lòng bao dung hơn bao giờ hết. Khi Covid đến Mỹ, trường nghỉ học, thần đồng Đỗ Nhật Nam khắc khoải muốn về nhà. Mẹ của Nhật Nam không dám khuyên con di chuyển, nhưng chị lại gửi cho con một đoạn thơ của nhà thơ trẻ. Tạ ơn cuộc sống con còn đó, một mảnh quê hương để trở về, để mai trong lúc bơ vơ nhất, điện thoại đầu kia có người nghe. Đại dịch Covid-19 chưa qua đi, nhưng chắc chắn khiến thế giới thay đổi rất nhiều, từ cách ứng xử với tự nhiên, phương thức kinh doanh, bảo vệ sức khỏe, đến chuyển biến nội tâm và xếp lại thang giá trị trong mỗi con người. Nếu chỉ coi virus như một kẻ giết người mà không coi nó như là sứ giả gửi những lời cảnh báo sâu thẳm để giúp con người tỉnh ngộ, thì chắc chắn những tháng ngày tốt đẹp của nhân loại sẽ không còn nhiều nữa. Thưa quý vị, Quang Thảo vừa chia sẻ bài viết của nhà báo Bùi Ngọc Hải. Không biết là quý vị nghĩ sao, nhưng mà với cá nhân của Quang Thảo thì Quang Thảo thấy là càng đọc càng thấm và càng cảm nhận được những ý nghĩa sâu sắc mà nhà báo đã gửi gắm qua bài viết của mình.
Cô Thảo hy vọng là qua bài viết này thì tất cả chúng ta cũng có thể cảm nhận, lắng tâm mình lại, bình tĩnh hơn, nhận thức rõ ràng hơn để chúng ta cùng chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19. Và đương nhiên lúc đó tất cả chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau đại dịch. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Quang Thảo. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhớ share cái clip này để ủng hộ Quang Thảo nhé. Còn bây giờ thì Quang Thảo xin chào tạm biệt quý vị.